Có nhiều cách để các bạn trả lời cho câu hỏi How are you? How are you? How are you? Bạn khỏe không? Thì bạn sẽ trả lời là I'm great. I'm great. Tôi rất tuyệt. I'm good. I'm good. Tôi khỏe. I'm upset. I'm upset. Tôi buồn. I'm hungry. I'm hungry. Tôi đói. I'm tired. I'm tired. Tôi mệt. I'm wonderful. I'm wonderful. Tôi rất tuyệt vời. I'm not okay. I'm not okay. Tôi không ổn. I'm ill. I'm ill. Tôi ốm. I'm in love. I'm in love. Tôi đang yêu. I'm shocked. I'm shocked. Tôi bị sốc. I'm scared. I'm scared. Tôi sợ. I'm worried. I'm worried. Tôi lo lắng. Nhiều cách để nói bạn rất là đói. I'm hungry. I'm hungry. Tôi đói. I'm starving. I'm starving. Tôi đói muốn chết. I could eat a horse. I could eat a horse. Tôi có thể ăn hết cả một con ngựa. My stomach is growling. My stomach is growling. Bụng tôi đang kêu rộn rộn. I need food. I need food. Tôi cần thức ăn. I'm famished. I'm famished. Tôi đói lả. I'm feeling peckish. I'm feeling peckish. Tôi cảm thấy đói nhẹ. I could go for a bite. I could go for a bite. Tôi có thể ăn một chút gì đó. I need something to eat. I need something to eat. Tôi cần gì đó ăn. I'm ravenous. I'm ravenous. Tôi rất đói.